hecho unos gusanos en la pierna. Nó ấm. Cái này cứ dúi vào tận nơi bên trong này. Dúi trong này. Không kêu to, nó kêu to này nó sướng. Quý vị và các bạn đang thưởng thức chú chè nửa nuôi từ nhỏ rất là thuần. Nó hơn cả người à, nó hơn cả người đi sáo.